Xin chào tất cả các bạn. Rất vui được chia sẻ với các bạn trên kênh YouTube của tôi ngày hôm nay. Và tiếp tục với chủ đề về tư duy giàu và tư duy nghèo. Ngày hôm nay tôi đã tiếp tục chia sẻ với các bạn hai tư duy tiếp theo để phân biệt sự khác nhau trong cái cách suy nghĩ, cái cách tư duy giữa người giàu và người nghèo, để chúng ta làm sao chúng ta có được lựa chọn phù hợp. Bởi vì con đường thành công luôn để lại dấu vết, đúng không ạ? Chúng ta chỉ cần bắt chước người khác, bắt chước những người thành công, những người giàu có, không lý do là chúng ta phải đi sáng tạo lại cái bánh xe cả, đúng không? Chúng ta không cần được điều đó. Con đường họ đã đi qua, chỉ cần bắt chước họ thôi, chắc chắn sẽ thành công, đúng không? Và tư duy giàu và tư duy nghèo ngày hôm nay tôi có nhắc đến các bạn điều thứ tư rồi, đó là người giàu thì luôn luôn suy nghĩ lớn, còn người nghèo thì luôn suy nghĩ nhỏ. Người giàu suy nghĩ lớn, người nghèo thì suy nghĩ nhỏ. Cùng là một công việc, cùng là một doanh nghiệp, cùng là một lĩnh vực, nhưng những người thành công hơn là những người biết hướng đến số lượng khách hàng nhiều hơn, chứ không phải là chỉ trong hạn hẹp trong một khu vực hay một số lượng khách hàng nhất định. Và hãy nhớ một điều gì, thu nhập của bạn sẽ tỷ lệ thuận với cái giá trị mà bạn đã bỏ ra. Thu nhập của bạn tỷ lệ thuận với giá trị mà bạn đã bỏ ra. Chính vì lý do đó, bạn phục vụ và bạn ảnh hưởng được bao nhiêu người, số lượng người mà bạn phục vụ và ảnh hưởng càng lớn thì chắc chắn thu nhập của bạn sẽ càng cao, đúng không? Và có một định nghĩa rất hay mà tôi muốn chia sẻ với các bạn, đó là định nghĩa về doanh nhân. Một doanh nhân được định nghĩa đó là những người mà đi giải quyết những vấn đề cho người khác để kiếm được lợi nhuận. Có đúng không ạ? Điều này có đúng không ạ? Điều này luôn luôn đúng các anh chị ạ. Cho dù bạn đang kinh doanh, sản xuất trong bất kỳ lĩnh vực nào, chắc chắn là bạn đang giúp cho một nhóm người, một cộng đồng người giải quyết những việc gì đó, đúng không ạ? Thứ những việc rất nhỏ nên là giải quyết cho họ có đôi giày, đôi dép để đi, bảo vệ đôi chân của họ. Thứ những việc rất nhỏ như là giúp họ có một cái tăm xỉa răng sau bữa cơm, đến những thứ lớn hơn, lo dọn những chuyến đi du lịch hay giải quyết cho họ những nhu cầu về hưởng thụ, nhu cầu về kiến thức, nhu cầu học tập, vân vân, tất cả mọi thứ, đúng không? Doanh nhân chính là người đi giải quyết các vấn đề cho người khác để tìm kiếm lợi nhuận. Vì vậy, bạn giải quyết được vấn đề cho càng nhiều người thì bạn sẽ càng có nhiều lợi nhuận, đúng không? Đó. Và đó là lý do trả lời cho câu hỏi vì sao người giàu lại luôn giàu. Vì họ luôn luôn nghĩ lớn, họ phục vụ số lượng khách hàng lớn rồi, họ lại càng muốn gì ạ? Phục vụ cho số lượng khách hàng đông hơn nữa, nhiều hơn nữa, đa lĩnh vực hơn nữa. Trong khi những người nghèo, họ không có suy nghĩ đó. Họ chỉ an phận trong một nhóm người. Hoặc giả là họ còn thậm chí chưa thực hiện. Đó. Suy nghĩ đó là một suy nghĩ cực kỳ quan trọng, cực kỳ hay, từ khá là tâm đắc. Người giàu suy nghĩ lớn, người nghèo suy nghĩ nhỏ. Và một điều tuyệt vời nhất, một cái điều tuyệt vời vô cùng mà tôi đã học được trong nhóm tư duy giàu này, đó là ở tư duy số 5 của anh chị, tư duy số 5. Đó là người giàu thì luôn tập trung nhìn vào các cơ hội, còn người nghèo á thì luôn nhìn vào những cản trở khó khăn. Tại sao thế ạ? Các anh chị có thấy là những người mà đã thành công, những người đã giàu có xung quanh bạn ấy, thì chắc chắn là họ đã từng làm việc ở đó khác biệt để họ thành công, đúng không? Họ đã dám làm những việc mà trong khi mà những người khác đang hồ nghi, đang nhìn về khó khăn, cản trở, thì họ dám bắt tay họ làm ngay, họ đầu tư ngay, họ đã thành công, đúng không? Chỉ người đi trước, người đi tiên phong với cơ hội thành công, đúng không ạ? Bởi vì người giàu ấy, thì sẵn sàng gì? Chấp nhận rủi ro. Bởi vì họ có tính toán, đúng không ạ? Nhưng các bạn hãy lưu ý, rủi ro ở đây không phải là một cái rủi ro mà mang tính chất ngẫu nhiên được, hay những rủi ro mà họ sẵn sàng chấp nhận. Đó, đây phải là những rủi ro có sự tính toán trước. Các anh chị nhé. Những rủi ro đó, cho dù có xảy ra thì họ vẫn có cơ hội làm ra tiền, đúng không ạ? Cho dù có xảy ra những rủi ro, họ đã tính toán, họ vẫn có cơ hội làm ra tiền. Chính vì vậy, họ dám mạo hiểm, nhưng họ mạo hiểm khi được tính toán trước.
trong cái việc này, người giàu luôn nhìn đến cơ hội và người nghèo luôn nhìn đến khó khăn đấy. Thì tôi lấy rất là thấy thú vị khi mà làm ví dụ một cốc nước này, cốc nước đang thì nặng nào, cốc nước đang đầy một nửa hay cốc nước này chỉ còn một nửa? Người giàu sẽ nói khác và người nghèo sẽ nói khác, đúng không ạ? Đúng không ạ? Theo các bạn thì người giàu sẽ nói như nào và người nghèo sẽ nói như nào? Các anh chị hãy thử nghĩ mà xem, đúng không ạ? Người giàu luôn tập trung vào các cơ hội và người nghèo luôn tập trung vào khó khăn. Các anh chị lưu điều đó. Trong khi những người thất bại, những người mà còn khó khăn, khi mà có cơ hội đưa ra, họ không tập trung vào những thứ lợi nhuận hay những thứ họ đạt được. Mà họ luôn nhìn đến những cản trở khó khăn là những thứ đầu tượng họ đặt đến, họ liệt kê đến và họ luôn tìm những lời khuyên của những người giống họ. Và những người giống họ đấy sao cũng sẽ có suy nghĩ như họ và sẽ luôn muốn kéo nhau lại để làm sao cùng giữ nhau ở cái trạng thái, ở cái mức level như nhau. Bởi vì nếu như bạn muốn thành công hơn ý, thì bạn sẽ làm ảnh hưởng đến cái vị thế của họ, đúng không ạ? Vì vậy khi đã có cơ hội và đã có sự tính toán thì hãy làm, bắt tay vào làm nó ngay. Khi nó nói đến đây rồi thì các chị có thể dừng lại video, tạm dừng video và các anh nghĩ mà xem, chỉ vì bao nhiêu lần mà có cơ hội nhưng không nắm bắt lấy và luôn lo lắng, lo sợ nhìn về các khó khăn cản trở mà các chị bỏ lỡ đi một số thứ ấy, thậm chí bỏ lỡ đi cơ hội để kiếm được khá nhiều tiền rồi, đúng không ạ? Có chắc chắn như vậy. Chính vì vậy người nghèo luôn tiên đoán về những khó khăn thất bại, trong khi người giàu luôn nhìn đến cơ hội, và đặc biệt hơn nữa là họ dám mạo hiểm khi đã được tính toán rất kỹ, đúng không ạ? Đó, video clip ngày hôm nay tôi chia sẻ với bạn hai tư duy giàu. Tư duy giàu thứ tư, người giàu nghĩ lớn, người nghèo nghĩ nhỏ. Tư duy giàu thứ năm, người giàu luôn nhìn đến cơ hội và người nghèo luôn tập trung vào khó khăn. Các anh chị muốn các anh chị ở nhóm nào? Các anh chị như nào? Các anh chị có sẵn sàng học tập theo người giàu không ạ? Nếu các anh chị muốn học tập theo người giàu, các anh chị hãy có thể tiếp tục theo dõi các video của tôi và xem lại các video ngày hôm trước nữa của tôi để các anh chị cập nhật thêm thông tin. Và tôi muốn nhắn nhủ các anh chị là gì? Chúng ta không cần sáng tạo một cái bánh xe hồng hình tròn đẹp đẽ nữa. Chúng ta chỉ cần bắt chước họ thôi. Bắt chước suy nghĩ của họ, bắt chước suy nghĩ của người giàu, bắt chước hành động của người giàu. Và chắc chắn chúng ta sẽ giàu có, được không ạ? Và xin chào tạm biệt tất cả các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở những video clip tiếp theo.